Được cho cha nhập thế trong thời kết sau cùng, kết thúc thời đại ấn điển, và những lời khai sáng và hoàn thiện, những lời xóa bỏ vị trí của Đức Chúa Trời mơ hồ trong lòng con người. Giê-xu đã làm một công tác rất khác biệt, Ngài chữa lành người bệnh, làm nhiều phép lạ, truyền ba phúc âm của vương quốc thiên đàng, và chịu đóng đinh cứu chuộc tất cả mọi người. Vậy là tất cả đang nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn như thế. Đừng Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt hoàn thành và mắc khai tất cả bằng lời, trong lời Ngài ngươi thấy được Ngài là gì, người thấy được Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thế trong thời kỳ sau cùng, xóa bỏ vì Đức Chúa Trời mở trong lòng con người, qua lời nói và hành động của loài người biết tình thực tại của Đức Chúa Trời, không còn tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ. Qua lời của Ngài trong xác thịt, Ngài hoàn thành mọi thứ, làm trọn vẹn con người. Đây là công tác mà Đức Chúa Trời sẽ đạt được trong thời kỳ sau đó. Đừng Chúa Trời